Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng thứ Hai ngày 29 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Ấn tượng và đặc sắc, chương trình Carnival Hạ Long bừng sáng cùng kỳ quan. Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn nỗ lực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè. Câu chuyện về những chiếc xe đạp thổ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại công viên Đại Dương, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Carnival Hạ Long 2024 đã chính thức diễn ra với chủ đề Carnival Hạ Long bừng sáng cùng kỳ quan. Với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan, toàn bộ chương trình diễn ra trong thời gian 80 phút. Nội dung chương trình được xây dựng lấy cảm hứng từ 6 giá trị cốt lõi trong hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc. Chương trình gồm 5 màn nghệ thuật: huyền sử Hạ Long, làng chài, thương cảng, vũ điệu di sản và bừng sáng cùng kỳ quan, với sự tham gia biểu diễn của gần 2.000 diễn viên, ca sĩ, nhạc công, các nghệ nhân vùng Đông Bắc, các diễn viên không chuyên, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Trong 17 lần tổ chức, năm nay lần đầu tiên Carnival Hạ Long được thể hiện bằng hình thức nghệ thuật sân khấu thực cảnh trên biển, kết hợp hài hòa giữa yếu tố nhạc kịch, công nghệ hiện đại như 3D mapping, drone light, đem đến một màn trình diễn đậm tính nghệ thuật, đưa người xem theo dòng lịch sử về với cội nguồn dân tộc, từ thuở sơ khai đến đương đại, để hiểu thêm về một vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, giàu trầm tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, đồng thời cũng mang đến một không gian rực rỡ sắc màu lễ hội, văn hóa nghệ thuật, thể hiện một Hạ Long Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa, vùng đất văn minh, bình yên và hạnh phúc. Điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn, để mỗi người dân được sống, làm việc, nghỉ ngơi, thụ hưởng và khát vọng vươn lên. Bản thân tôi là một người Quảng Ninh, và tôi tin chắc rằng là tất cả mọi người ở đây cảm thấy rất tự hào về quê hương mình. Hôm nay không khí lễ hội Carnival thực sự hoành tráng, thực sự thân thiện và mang cái cảm xúc rất khác biệt so với bữa cho tôi và tất cả mọi người dân và mọi người xem chương trình ngày hôm nay. Chúc mùa du lịch năm nay của tỉnh Quảng Ninh phát triển. Trải nghiệm hôm nay thực sự ấn tượng. Một màn trình diễn hoành tráng trên nền cảnh tự nhiên đẹp như tranh của Hạ Long. Chương trình cũng cung cấp cho chúng tôi hiểu thêm về lịch sử văn hóa nơi này. Nói chung là một chương trình xuất sắc. Ấn tượng với màn pháo hoa này, rồi tất cả các tiết mục biểu diễn đều rất là đặc sắc. Mình tham gia rất là nhiều lễ hội rồi. Các Carnival Hạ Long những năm trước, lễ hội hoa phượng đỏ của Hải Phòng. Nhưng mà thực sự lần này là hoành tráng nhất, ấn tượng nhất và độc đáo nhất. Thực sự là đến nhất là hiện tại thì không có một cái lễ hội nào mà tuyệt vời hơn như lễ hội Carnival Hạ Long năm nay. Mình đến với Hạ Long thì cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay một trải nghiệm rất là tuyệt vời tại Carnival năm nay. Quy mô rất là hoành tráng luôn, thực sự luôn. Cái ấn tượng nhất là cái màn trình diễn máy bay không người lái ở trên không, tổ chức rất là lớn từ trước tới nay. Và Hạ Long là một điểm mình luôn có ấn tượng ở đây, và mình đã đặt một mục tiêu rằng là mình phải đến đây thường xuyên và mỗi một tháng sẽ đưa cùng con và gia đình đến đây. Và chúc cho thành phố chúng ta ngày càng phát triển. Là sự kiện mở màn cho mỗi mùa du lịch hè Hạ Long, Quảng Ninh, Carnival Hạ Long đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên, tạo nên thương hiệu cho du lịch nơi đây. Mùa du lịch hè năm nay, Hạ Long, Quảng Ninh sẽ tiếp tục có nhiều sự kiện hoạt động hấp dẫn, chào đón du khách bốn phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 17 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh trong năm 2024. Cùng với Quảng Ninh, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch hè 2024. Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024. Đây là hoạt động khởi đầu chuỗi các sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong năm 2024 nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch của tỉnh. Tại chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn và điểm nhấn là lễ hội kinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 có quy mô lớn nhất Việt Nam, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề với hơn 100 gian hàng của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thành phố trong cả nước, hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang, ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề khoáng nóng Mỹ Lâm, suối nguồn kỳ diệu. Ủy
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũng vừa tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh năm 2024. Sự kiện gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, diễn ra đồng loạt tại 4 huyện thành phố: Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì và thành phố Bắc Cạn. Đến với Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Cạn, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm những sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh như tham quan nơi Bác Hồ, các cơ quan trung ương ở và làm việc, lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Chợ Đồn, đồng thời được trải nghiệm các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc, cùng đắm mình vào thiên nhiên hoang dã và chèo thuyền độc mộc, thuyền kayak ở danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội truyền thống chợ tỉnh Xuân Dương. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, lễ hội ẩm thực Đồi Rồng, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng được tổ chức với các hoạt động đêm hội âm nhạc, gian hàng vui chơi ẩm thực, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Nằm trong khuôn khổ Liên hoan du lịch 2024, Đồ Sơn điểm đến 4 mùa, lễ hội ẩm thực Đồi Rồng diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2024 tại Quảng trường Kim Long, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với 150 gian hàng. Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng sẽ có 5 đêm biểu diễn nghệ thuật sôi động, bao gồm biểu diễn nghệ thuật Digital Dance vào tối ngày 27 tháng 4, nhảy lét lập trình, nhảy mashup TikTok, đêm biểu diễn dành cho thiếu nhi tối 28 tháng 4, đêm nhạc Acoustic tối 29 tháng 4 và đêm nhạc hội EDM Night tối 1 tháng 5. Đặc biệt, tất cả các sự kiện này đều miễn phí vé vào cửa, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm đặc sắc trong kỳ nghỉ lễ. Tôi cảm thấy rất là vui, rất là sôi động. Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng năm nay là rất là nhiều gian hàng hơn năm ngoái. Từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5, thì Đồi Rồng có rất là nhiều chương trình và cái đêm nhạc hội để cho mọi người cùng tham dự. Hôm nay mình thấy vui và sôi động, náo nhiệt hơn so với như năm ngoái. Tôi hy vọng sẽ có rất nhiều khách đến đây để tham quan và du lịch tại đây ạ. Cùng với lễ hội ẩm thực, đến với Đồ Sơn dịp này, du khách sẽ được tận hưởng không khí biển và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp cùng những hoạt động điểm nhấn của mùa lễ hội như chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 27 tháng 4, ngày hội trình diễn diều nghệ thuật ngày 30 tháng 4 tại bãi biển Vũ Hương, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 Đồ Sơn điểm đến 4 mùa khai mạc ngày 30 tháng 4 tại quảng trường biển, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, giải gốp du lịch mở rộng tại sân gốp Đồi Rồng vào ngày 4 tháng 5. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài liên tục 5 ngày. Cùng với việc tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, nhu cầu ăn uống của người dân cũng tăng cao. Do vậy, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nhà hàng ăn uống tại thành phố Lạng Sơn này luôn hướng đến kinh doanh dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp. Doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, luôn lấy chất lượng an toàn thực phẩm làm tiêu chí hàng đầu để thu hút khách hàng. Trong khâu vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu. Từ nguyên liệu đầu vào thực phẩm đảm bảo tươi sống, quá trình là bảo lưu lại là các mẫu mà chế biến các món ăn trong ngày hôm đó, ít nhất là trong khoảng tầm 24 giờ để phục vụ cho là công tác các tổ khi mà đến để kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, đây được xem là thời điểm vàng của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch ăn uống. Tại thành phố Lạng Sơn, hiện nay một số nhà hàng khách sạn, lượng khách đặt phòng đặt bàn đã tăng mạnh, vì vậy đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cần được chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao ý thức trách nhiệm. Chúng tôi cũng rất là chú trọng và quan tâm đến với cái vấn đề về phục vụ khách và an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình phục vụ. Về các nguồn thực phẩm nhà hàng thì luôn được kiểm tra rất là kỹ càng và nghiêm ngặt về cái thực phẩm đầu vào. Nhập thực phẩm từ những cái nhà cung cấp có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những cái thực phẩm mà kém chất lượng thì nhà hàng cũng sẽ kiểm tra và kiên quyết là sẽ không sử dụng. Ngoài các cơ sở nhà hàng ăn uống, vấn đề kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trên thị trường cũng được các ngành chức năng quan tâm chú trọng. Đoàn liên ngành các cấp đã kiểm tra và thực hiện ký cam kết với các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, không tăng giá, chặt chém, ép khách. Trong thời gian vừa qua, thì thành phố cũng đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo
an toàn thực phẩm. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch thành lập các cái tổ đi kiểm tra chuyên ngành liên quan đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cái cơ sở kinh doanh thực phẩm, thế rồi là các cái nhà hàng, khách sạn, để đảm bảo cái cơ sở vật chất cũng như là cái an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu. Dự báo lượng khách đến tham quan du lịch tại Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cao thời gian tới. Do đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường nhằm quảng bá về một xứ Lạng xinh đẹp, an toàn, thân thiện. Tiếp theo là những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý. Hiện giá dưa tươi tại các tỉnh miền Tây đang được thu mua khoảng 70-80.000 đồng một chục. Đây là mức giá khá cao khi cùng thời điểm này năm ngoái, dưa tươi chỉ được thu mua ở mức 40.000 đồng một chục. Ngoài giá dừa neo ở mức cao, hầu hết nông dân cũng dễ dàng tiêu thụ sản phẩm dừa do nhu cầu nhiều. Bởi các tỉnh phía Nam đang nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng dừa tươi và các sản phẩm dừa tươi tăng cao. Tại các vùng trồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giá bán dừa quả năm nay không chỉ cao mà còn rất dễ bán bởi tư thương đã liên kết, làm hợp đồng đặt cọc thu mua từ khi dừa sắp chín. Với mức giá dao động từ 6.000 đến 7.500 đồng 1 kg tùy loại quả to nhỏ khác nhau, bình quân mỗi hecta dứa, trừ hết chi phí cho thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng 1 hecta. Không chỉ có giá bán tốt, dứa năm nay đạt năng suất cao, quả to, mẫu mã đẹp, mỗi quả dứa chính vụ đạt trọng lượng khoảng 0,8 đến 1,2 kg. Từ tháng 2 năm 2024 đến nay, giá khoai lang tại ruộng ở các vùng trồng tỉnh Kiên Giang giảm chỉ còn từ 2.000 đến 3.300 đồng 1 kg, nông dân thua lỗ từ 5 đến 9 triệu đồng một công. Trong khi cùng kỳ năm 2023, giá khoai lang đạt từ mức 11.000 đến 12.500 đồng 1 kg. Nguyên nhân giá khoai lang giảm mạnh là do thị trường tiêu thụ chưa ổn định, Trung Quốc giảm mua, trong khi đó diện tích gieo trồng toàn vùng đều tăng nên dẫn tới khó khăn đầu ra. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam ngày càng được mở rộng, đa dạng về mô hình hoạt động, nhiều đối tượng tham gia. Do đó, số thuế thu được từ hoạt động này là không hề nhỏ. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2022, doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng. Số thuế các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp là 83.000 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng. Số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng. Như vậy, trong 2 năm gần đây, thì ngành thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử. Cùng với việc bổ sung thuê máy bay rút ngắn thời gian quay đầu và tăng thời gian khai thác máy bay, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay đêm sáng sớm để mang tới cho khách hàng những mức giá phù hợp nhất trong giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè. Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn để thêm lựa chọn cho hành khách. Vietjet cũng tăng thêm 86.000 ghế, tương đương gần 425 chuyến bay trên các đường bay đến và đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Trước nhu cầu phụ tải điện sinh hoạt của nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh tăng cao, đặc biệt sản lượng điện cao điểm nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều trạm biến áp, nâng cấp đường dây chống quá tải nhằm nâng cao chất lượng điện. Để nâng cao chất lượng lưới điện, công trình xây dựng đường dây trung thế và các trạm biến áp phân phối huyện Thanh Hà đã được đầu tư. Công trình xây dựng mới 1,37 km đường dây trung thế 35 kV và 6 trạm biến áp treo. Đây là công trình chống quá tải lưới điện hạ thế cho khu vực các xã Thanh Quang, An Phượng, Thanh Lang, Thanh An, Việt Hồng. Khi mà điện khỏe này, nó ổn định điện thì mình hoàn thiện túi bánh nó sẽ đẹp hơn. Thế rồi công nhân sản xuất nó sẽ năng suất hơn. Thế rồi là dân, không những là một cái cơ sở này mà toàn dân ở đây đều, nó nhiều những nhà người ta sẽ sản xuất những cái thiết bị khác nữa. Những ngày này, công trình mạch liên lạc xây dựng mới nối trạm biến áp 22 Tây Nam Cường với nhánh An Phú thuộc đường dây 475E8.1 do Điện lực thành phố Hải Dương quản lý đang được gấp rút thi công. Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong ổn định lưới điện cho khoảng 12.000 khách hàng, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng. Khi công trình này hoàn thành thì sẽ tạo thành một cái mạch vòng liên lạc giữa khu Đỉnh Long cũng như là khu vực An Phú. Thì trong trường hợp mà xảy ra cái sự cố thì là có cái mạch vòng để cấp điện lại ngay cho một trong hai khu vực trên. Đây là một cái dự án rất là quan trọng. Từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố Hải Dương đã đóng điện 3 trạm biến áp chống quá tải và dự kiến đóng tiếp 9 trạm biến áp trong quý 2 và 3 năm nay.
thực hiện luân chuyển 5 máy biến áp và xử lý 12 trường hợp phát nhiệt nhằm nâng cao độ ổn định lưới điện trong cao điểm mùa nắng nóng. Điện lực cũng đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền đến khách hàng, có sử dụng các cái trạm biến áp chuyên dùng, cũng như là các khách hàng kinh doanh, khách hàng dân sinh trên địa bàn thành phố để sử dụng điện tiết kiệm. Năm 2024, Công ty Điện lực Hải Dương có 25 dự án công trình đầu tư xây dựng chuyển tiếp từ năm 2023. Đến nay, đã đóng điện được 24 dự án công trình và toàn bộ 17 dự án chống quá tải, đồng thời triển khai 37 dự án khởi công mới năm 2024. Các dự án công trình này khi đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của lưới điện, phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và đời sống dân sinh. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta như một bạch đằng chi lăng đống đa của thế kỷ 20. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của đội dân công cùng những chiếc xe đạp thổ ngày đêm âm thầm ra trận phục vụ chiến dịch. Tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hiện đang trưng bày chiếc xe đạp thổ của chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng, tỉnh Phú Thọ. Ông được mệnh danh là kiện tướng xe thổ với kỷ lục vận chuyển hơn 350 kg hàng hóa một chuyến. Đến Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chị Ma Thị Lanh, con gái út của chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng, không khỏi bồi hồi xúc động khi được nhìn lại kỳ vật của cha mình trong chiến dịch. Tôi được nhiều lần cha tôi kể, ngoài cha tôi còn nhiều đơn vị cũng kể lại cho tôi cái sự tích của người cha tôi và cái thành tích của cha tôi đã đạt được. Tôi rất vinh dự và tự hào người cha tôi đã đạt được kỳ tích ở Điện Biên. Xe đạp thổ là xe đạp Peugeot do Pháp sản xuất và đưa sang Việt Nam. Thời điểm đó, mặc dù xe đạp là tài sản thuộc hàng hiếm và quý, nhưng nhân dân đã đóng góp 21.000 chiếc xe đạp phục vụ cho chiến dịch. Đội quân xe đạp thổ đã vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa, giúp chiến trường chưa bao giờ bị gián đoạn về hậu cần, từ lương thực, thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm cần thiết khác. Hành quân cùng đoàn xe đạp thổ lên Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ hậu cần. Ông Trần Khắc Lộng, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, vẫn còn nhớ như in hình ảnh những chiếc xe đạp thổ cùng lực lượng dân công vượt hàng trăm km đường núi cao đèo sâu vào mặt trận. Xe đạp thổ là một phương tiện vận chuyển mà phải bằng sức người. Thế cho nên là có thể nói là nó là một cái phương tiện mà cũng không thể thay thế được trong một chiến trận. Cho nên là cái cuộc chiến ấy, cái xe đạp thổ rất có giá trị để mà vận chuyển lương thực, đạn dược từ hậu phương ra tiền tuyến, đi qua những các cái vùng mà bom đạn nó thả suốt ngày suốt đêm ấy. Thế cái xe đạp thổ thì có thể nói là tải gạo cũng được, tải súng đạn cũng được, tải thương binh cũng được. 70 năm kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, song câu chuyện và hình ảnh chiếc xe đạp thổ chở hàng ngàn tấn lương thực cho chiến dịch được cả thế giới biết đến như một huyền thoại. Thứ vũ khí đặc biệt ấy đã đánh bại sức mạnh của thực dân xâm lược với hàng vạn vũ khí tối tân để làm nên chiến thắng vang dội, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tới đây, bản tin chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.